Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn cách làm một trang sách vải kỹ năng sống, dạy về kỹ năng kéo khóa ha. Đây này này. Đồ dùng các bạn cần phải chuẩn bị đó là vải nỉ, súng bắn keo và một cái khóa nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm. Tương tự ở những video trước thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình một tấm vải nỉ có khuôn hình chữ nhật như thế này, kích thước cũng là 16x12 nha. Bây giờ mình sẽ vẽ trên này một hình cái áo khoác. Mình sẽ dùng màu xanh lá cây này. Rồi đây là một cái khóa kéo mình đã chuẩn bị. Thì bây giờ các bạn chú ý nè, theo bằng các bạn coi cái chiều dây kéo theo cái chiều hướng lên trên á. Khi mình kéo là mình sẽ kéo lên như thế này. Thì các bạn nhớ để đúng cái chiều của nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt đôi cái áo. Đó, các bạn làm dấu đến cái chỗ cuối của cái điểm dây kéo này thì các bạn sẽ cắt đôi cái áo tới chỗ này. Bởi vì cái dây kéo của mình á, nó kéo lên là nó sẽ có một cái đoạn giữa nó dư cái phần dây kéo này nè, nên bây giờ mình phải cắt bỏ bớt cái áo sao cho nó trống cái dây kéo ra nha. Thì mình cụp đôi lại, mình cắt cho dễ. Đây mình sẽ cắt bớt một ít. Đó, thì các bạn sau khi mình dán cái dây kéo vào thì mình được một cái áo như thế này. Rồi nhưng mà cái phần cổ áo như thế này, nếu mà mình để không á thì khi mà các bạn kéo lên nó rất dễ bị tuột cái khóa ra ngoài. Nên bây giờ mình sẽ làm cho nó một cái viền cổ để mình cố định cái phần ở trên này lại nha.
Và các bạn như thế này thì khi các bạn kéo lên này, nó sẽ mắc ở đây thôi, nó sẽ không có tụt ra ngoài được. Rồi như vậy là cái áo của mình cũng đã hoàn thành rồi nè. Đó, các bạn cho các bé ở nhà tập luyện việc kéo khóa như thế này thì các bé sẽ biết tự mặc quần áo của mình đó. Rồi rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha.